xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì giá cà phê đã hồi phục từ mức đáy hơn một tháng do lo ngại nguồn cung khan hiếm khi mà tình hình thời tiết ở các vùng trồng cà phê Brazil có thể xuất hiện băng giá vào đầu tháng 8. Phiên ngày hôm qua thì giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 9 trên sàn ICE đã tăng 2,01% lên hơn 31 triệu đồng một tấn. Cà phê Arabica tăng 1,4% lên hơn 51 triệu đồng một tấn. Trước đó thì giá cà phê đã giảm 4 phiên liên tiếp do thời tiết khô ráo ở Brazil đã giúp nông dân thu hoạch nhanh. Theo ước tính của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì xuất khẩu cà phê nước ta tháng 7 tăng 24,2% lên 165.000 tấn. Mặc dù vậy thì xuất khẩu lũy kế trong 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái.